Xin chào tất cả các anh cần thủ ạ. Chào mừng các anh đã quay trở lại với video của em. Video số 4 ngày 6 tháng 5 ạ. Hôm nay em sẽ lên một lô 10 con máy, các loại size thì từ 1.000 tới 5.000, giá từ 120k thôi nha các anh. Các anh đặt hàng vui lòng liên hệ số điện thoại có ghim trên màn hình, hoặc là kết bạn Zalo với em qua số điện thoại 0933 111 365 ạ. Giá bên em báo là chưa bao gồm phí ship. Các anh đặt hàng thanh toán trước cho bên em, hoặc đặt từ 2 sản phẩm trở lên thì bên em sẽ bao ship cho mình ạ. Còn một mỗi máy là 30.000 nha các anh. Em xin phép lên con đầu tiên ạ. Đầu tiên là một con Dayspin 2. Con này thì có size thực là 2.000, size thực 2.000 nha các anh. Hàng hàng China xuất Nhật ạ. Mô bin sóng, kẹt cước, lăng cước còn sáng, tất cả còn hoạt động tốt nha các anh. Con này chạy một bạc đạn, có thông số cước là cước 2 vào được 150, cước 3 vào được 100 ạ. Tay quay là tay quay trái phải, tay quay trái phải nha các anh. Một chiều, một chiều có chốt chặn cho mình luôn nha. Chạy rất là mượt ạ. Hai chiều ạ. Con này thì là thân carbon có mũ ạ. Thân carbon có mũ size 2.000, mã số 1 giá 120k nha các anh. Mã số 1 giá 120k ạ. Con tiếp theo là một con LG 400 ạ. Con này thì có size thực là 2.000 năm, size thực 2.000 năm, hàng Korea xuất Nhật ạ. Mô bin sóng, gạt cước ạ, lăng cước tất cả còn hoạt động tốt nha các anh. Lăng cước sáng nè. Con này có thông số cước là cước 2 vào được 100, cước 3 vào được 120, cước 4 vào được 100 và cước 5 vào được 80 nha các anh. Cước 5 vào được 80 ạ. Em mời các anh xem ngoại hình của nó ạ. Nó có màu xanh khá là đẹp ạ. Bị chai sơ vào chỗ. Con này thân carbon nha các anh. Thân carbon ạ. Có mũ. Tay quay. Máy chạy rất là mượt ạ. Một chiều có chốt chặn. Hai chiều ạ. Con này mã số 2 giá 200k. Mã số 2 giá 200k nha các anh. Con tiếp theo ạ. Tiếp theo là một con Spin Master. Con này có size thực là 2.500, size thực 2.500, hàng Korea xuất Nhật ạ. Hàng Korea xuất Nhật nha các anh. Mô bin, mô bin sóng, gạch cước, lăng cước tất cả còn hoạt động tốt nha các anh. Lăng cước sáng nè. Con này có thông số cước là cước 2 vào được 165, cước 3 vào được 101, cước 4 vào được 85 nha các anh. Ratio của nó là 5.3. Ngoại hình còn khá là mới luôn ạ. Tay quay. Máy chạy rất là mượt ạ. Hai chiều. Một chiều có chốt chặn cho mình luôn nha các anh. Một chiều có chốt chặn luôn. Size 2.500, mã số 3 giá 220k ạ. Mã số 3 giá 220k. Con tiếp theo ạ. Con tiếp theo là một con Super. Con này có size thực là 1.000 nha các anh. Size thực 1.000 ạ. Lưỡi gà kêu cho mình luôn nha các anh. Hàng China xuất Nhật ạ. Mô bin sóng, gạt cước, lăng cước, tất cả hoạt động tốt nha các anh. Ngoại hình thì còn khá là mới, rất là sáng. Chỉ bị chày nhẹ ngay chỗ này một tí. Tay quay là tay quay trái phải nha các anh. Tất cả là tay quay trái phải.
máy chạy rất là mượt ạ. 2 triệu. Con này có thông số cước là cước 1.5, vào được 100, cước 2 vào được 80 nha các anh. Ratio của nó là 5.1 ạ, ratio 5.1. Thân là thân carbon. Cố mũ hả? Con này có mã số 4, giá 220k, mã số 4, 220k ạ. Con tiếp theo là một con lon cát. Con này có size thực là 2000 nha các anh, size thực 2000 ạ, hàng Korea xuất Nhật. Mobile sóng ạ. Gạt cước rất là mượt nha các anh. Lăn cước còn sáng luôn. Không bị muối ăn, không bị gì hết. Ngoại hình cũng còn khá là sáng, rất là mới. Màu đen. Con này ratio là 4.3 nha các anh. Ratio 4.3 ạ. Thông số cước của con này cước 2 vào được 150, cước 3 vào được 90 và cước 4 vào được 70 nha các anh. Cước 4 vào được 70 ạ. Thân là thân carbon. Thân carbon ạ. Tay quay trái phải nha các anh. Quay trái phải. Một chiều, có chút chặn. Hai chiều ạ. Size thật của nó là 2000 nha các anh, mã số 5. Giá 200k, mã số 5 giá 200k ạ. Tiếp theo là một con máy hợp kim nha các anh. Máy hợp kim của Ryobi. CX3B. Con này thì size thật của nó là 3000 ạ. Size thật 3000 của hãng Ryobi. Mobin sóng ạ. Gạt cước. Lan cước. Con này thân là thân hợp kim nha các anh. Thân hợp kim ạ. Bị chày xước nhẹ vài chỗ. Thân hợp kim. Đây ạ. Xin mời các anh xem. Ratio của nó là 3.4 ạ. Ratio 3.4. Thông số cước là cước 3 vào được 290m, cước 4 vào được 210. Tay quay trái phải nha các anh. Tay quay trái phải ạ. Một chiều có chốt chặn. Hai chiều ạ. Con này có mã số 6 giá 300k ạ. Mã số 6 giá 300k. Tiếp theo là một con máy hợp kim luôn nha các anh. Một con máy hợp kim luôn ạ. Con này thì của Daiwa. Daiwa Vân 1500. Size thật của nó là 4000 ạ. Hàng nội địa Nhật Bản. Con nãy cũng hàng nội địa Nhật Bản nha các anh. Lúc nãy mua nó ạ. Mua pin sóng. Gạt cước. Lăn cước. Ngoại hình con này thì chày xước nhiều, nhưng mà hoạt động của nó vẫn còn rất tốt nha các anh. Hoạt động rất là tốt. Lăn cước còn sáng nữa. Con này thì nó bị mất tem rồi, nên là em không thể nói thông số cước cho các anh tham khảo được. Rồi quay một chiều. 2 chiều ạ. Con này có mã số 7 giá 300k ạ. Mã số 7 giá 300k nha các anh. Tiếp theo là một con của Ryobi nha các anh. Một con của hãng Ryobi. Synod. Con này thì size thực của nó là 3000 ạ. Size thực 3000. Mô pin sóng. Gạt cước. Lăn cước thì bị muối ăn nhẹ một tí nha các anh. Lăn cước bị muối ăn nhẹ một tí. Thân carbon. Ratio là 5.2. Thông số cước của con này là cước 2 vào được 200m, cước 3 vào được 150m nha các anh. Bề ngoài thì bị chày xước nhẹ vài chỗ. Tay quay.
quay rất là mượt ạ. Quay rất là mượt. Một chiều có chốt chặn luôn ạ. Hai chiều. Con này có mã số 8, Ryobi mã số 8, giá 320k nha các anh. Ryobi 320k ạ. Con tiếp theo, là một con cặp bo Sprinter ST. Con này size thật là 5.000 ạ, size thật 5.000, hàng Taiwan xuất Nhật. Thân là thân carbon nha các anh, thân carbon ạ. Cố mũ. Mô bin sóng. Đèn cướp. Tất cả hoạt động đều rất là tốt ạ. Lăn cướp. Con này có thông số cước là cước 4 vào được 230, cước 5 vào được 180 nha các anh. Ngoại hình của nó đây ạ, ngoại hình đây. Còn khá mới luôn nha các anh, ngoại hình còn khá mới ạ. Tay quay. Máy chạy mượt. Chốt chặn một chiều cho mình luôn nha các anh. Hai chiều ạ. Con này có mã số 9. Daiwa mã số 9, 250k nha các anh. Con cuối cùng ạ, con cuối cùng là một con Regon X. Con này là của Daiwa nha các anh. Hàng nội địa Nhật Bản luôn ạ. Hàng nội địa Nhật Bản. Size thật của nó là 4.000. Size thật 4.000. Lưỡi gà kê cho mình luôn nha. Lưỡi gà kêu ạ. Mô bin. Gạt trước. Lăn cước. Lăn cước bị muối ăn nhẹ một tí nha các anh. Các anh xem kỹ giùm em ạ. Lăn cước bị muối ăn nhẹ một tí ạ. Con này thì thân của nó là thân carbon. Cối hợp kim ạ. Tay quay cán gỗ nha các anh. Đã. Gỗ luôn. Quay rất là mượt. Một chiều có chốt chặn cho mình luôn ạ. Hai chiều. Thông số cước của con này là cước 2 vào được 200, cước 3 vào được 150 và cước 4 vào được 100 nha các anh. Cước 4 vào được 100 ạ. Size 4.000, mã số 4. Mã số 10 chứ. Em xin lỗi, mã số 10 ạ. Size 4.000, mã số 10, giá 380k. Còn khá là mới luôn nha các anh. Mã số 10, giá 380k ạ. Cảm ơn các anh đã xem hết video của em. Nếu thấy hay thì cho em xin một like, một subscribe và đừng quên bật chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất của em ạ. Em chúc các anh một ngày vui vẻ, câu được nhiều cá. Chào các anh ạ.